Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Cá Bao TV. Bởi vì lúc nữa chim mà bay hết. Hôm nay mình quyết định. Hôm nay mình quyết định đãi Mao Đệ món Phượng Hoàng bay mọi người. Có con gà trọi chiến. Bảo là đãi đãi một con để nướng. Ôi tưởng nó bạch tuộc cái mực cái gì hay cũng đấy. Đãi con gà trắng gà công nghiệp. Con gà chiến mày cũng biết con này đã trải qua hàng trăm trận chiến rồi không? Con gà công nghiệp. Mày biết nó trải qua hàng trăm trận chiến không? Kì bò kì nó chi. Đã gọi là chiến rất là chẳng nhiều. Chẳng là công nghiệp, chân chấp vật này. Thì ai bảo là nó không phải gà công nghiệp đâu. Nhưng mà nó cũng là gà chiến ấy. Chiến kê đấy, không biết à? Chiến mồm. Ấy, chiến mồm gì thế bây giờ mới cho nó chiến với người nữa là lo là hết sự nghiệp chiến đấu của nó. Đó. Bây giờ mày kia đi. Kì bò kì chi. Tí nữa mày xem ngon không nhá. Gà công nghiệp đẻ đấy ông nội ạ. Gà công nghiệp đẻ. Ừ. Em tưởng gà trắng thải loại. Thì nó đẻ nó hết đắt, sao hết lứa. Con này chưa đẻ được ấy. Chưa đẻ được, tí nữa tao cho xem trễ. Trễ. Đâu? Anh cho xem luôn cơ. Đây. Nào, tránh ra. Đây. Trễ đâu? Thấy chưa? Sắp thành trễ rồi. Sắp thành trễ. Giò cả dãi. Giò cả dãi. Ấy, đốt lửa đi. Anh mang cổ nó. Còn trên kia. Đấy, em đốt. Đấy. Hôm nay sẽ làm tuyệt phẩm gà bay mọi người ạ. Đây. Hôm nay sẽ cho nó bay như kiểu chim. Từ. Cho nhét này vào. Thơm tho. Tí nữa. Thôi rồi. Phải nói là lâu ngày quá ăn gà công nghiệp. Nếu mà gà ta nướng này lại không ngon lắm. Nướng gà công nghiệp là ngon nhất. Gà công nghiệp cái loại tơ tơ ấy. Thật. Còn cái loại già già này thì mình chưa thử bao giờ. Nướng gà chọn mái tơ ấy. Hả? Không. Gà chọn mái nướng lại không ngon. Chả này thì cháy hết chả. Nướng ảnh á. Ảnh hết rồi. Thôi ông ạ, ông anh đi mà đốt nó đổ cả bọp ấy. Nổ cả bọp gì tay tao đang ướt. Đây tao đang ướt. Nó nổ đấy. Sợ gì vết bẩn nhỉ? Chả sợ mà, nó nổ cả khộp một cái. Gà bay. Mọi người đã thấy tư thế bay của nó chưa? Cái này để tí nướng riêng. Mày gì mà sột sệt thế nhỉ? Đây. Cháy rồi. Đấy, đấy. Bùng nó vào bùng. Nhóm lửa em chồng chặt chứ em. Ôi, chết quên. Đưa 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 đưa. Cho lên trên. Lên trên đâu? Chảy xuống dưới mày. Kệ nó từ dưới chảy lên trên được. Dưới chảy lên trên mày bị ngu à? Anh ấy. Đi sang ăn trộm chim ở dưới người kia đi. Thôi, bây giờ tao cùng với trộm cắp đi cả. Có một anh là đánh chim, sáng xuống. Dám đánh chim mà không hỏi nó đấy. Nhỉ? Côn là phải đi. Chiến ơi. Đất lành chim đậu mà người ta đánh cho hết lành. Mình đánh gần hết rồi đấy. Nhưng em chưa bắn con này nó như. Côn là phải cho nó đấy thế này mọi người. Xong nó chảy. Nhưng đây là chim hót này cho đánh. Xa. Hôm nay được buổi mắt rời đáng nhẽ là con gà này là đi câu anh em mình mới mà đi. Mới đấy đấy, mới thịt nó đấy. Nhưng mà hôm nay thèm quá. Thế mai đi câu nướng gà. Từ hôm qua là cứ anh bảo là cho em đi nướng gà nhé. Đi câu nhé. Không cho đi câu. Lên lấy cần lên đây mà câu. Còn ở đây nó ít cá. Mai mình sẽ dẫn Mao Đệ đi một chỗ thật là nhiều cá. Đi sang hồ. Đấy, từ từ để đây đã. Đấy nhá, để tao đi chặt lá chuối. Cho vào đốt luôn nhé. Mày điên này. Ấy. Cái gì? Cùn đấy. Kệ nó. Cho nó chảy xuống ao. Ui, rắn. Anh ơi, chắc là chín. À đấy rồi đấy, cho vào nướng đi. Ừ, gà ăn ta. Hả? Ui, nóng đấy.
từ từ. Em cứ cho vào quay cho nhá. Ờ, cho vào. Từ từ đã. Chết cháy đấy. Từ từ, không cần phải quay. Yeah. Cho nó chín đều chứ con này nó già rồi. Già gì non. Non cái gì? Gà để nó lại non. Non. Nhưng nó để nó hết đát rồi. Sao cao vậy anh? Cho đang cao nóng tí nữa mới cho thấp. Không chín được đâu. Cho cao tí nữa cho thấp dần chứ. Điện thoại của anh kìa. Sợ sợ sắp được ăn lo lo lo. Ơi. Nào, kéo lên nhấc lên. Đấy, đặt cái gì rồi. Thế rồi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mọi khi mình hay nướng cả con xiên kiểu nó. Đấy, hôm nay phanh nó ra xem nó ngon hơn. Dạng cánh. Gọi là gà bay. Phượng hoàng bay. Gà chết bếp. Phượng hoàng hết đạt. Rồi. Bây giờ chỉ vấn đề nữa là thời gian thôi. Là chén. Đây, ui, anh quên cả đây. Từ từ, khô quá. Sao mai nó chẳng chín này? Chưa, con này nó gà nó hơi già mà ưới. Anh không nướng thấp xuống. Tí nữa, mày không thấy nó cháy rồi, tí nó cháy dở rồi. Cháy đâu? Tí nữa xem. Tí nữa thì tính. Con này đáng nhẽ ra gà công nghiệp thì không cần bôi cái gì dầu giếc gì, nhưng mà con này nó già. Nó cứng. Sao dầu gì thì sao đấy thế? Dầu ăn thôi. Sao chẳng bôi mỡ vào? Mỡ thì cái này thì khác gì? Dầu độc hại. Biển. Ăn mỡ mình ăn chay ăn dầu thôi. Ăn mỡ lợn áp chảo à. Nào, quay đi để anh khía một cái. Quay lò lò. Ấy, đứng. Không phải khía đâu. Chả khía nó ra, ui, khía ra nó nở cái đùi ra. Nó giãn nó tạc ra luôn nhé. Im để cho mọi người xem này. Nó đang bung chỉ. À. Chỉ mắt bung chỉ luôn. Ấy, thấy chưa? Này mà không khứa ra. Đấy. Đời một thất không chín được. Thôi, không phải khứa đâu. Không phải khứa đấy. Ấy. Mày làm cái gì? Anh đóng nha. Nào, quay đi. Quay đi để tao quyết tiếp. Được chưa? Ok. Ai, quay đi nhá. Để mặt thế này nhỉ? Để mặt thế này. Mặt nào cũng được. Đấy. Ừ. Ngon lành. Đây thì nó vào khỏe ăn. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là gà thủ Mao Đệ. Gà thủ? Kiêm cần thủ. Đây. Nướng con gà ngon chưa? Không, đấy là do người thịt với người ướp đấy. Là thịt đấy. Wow. Eo. Thôi đi. Anh ơi. Phê. Nhưng mà nó vẫn chưa chín hẳn mọi người. Anh, đang nói cho em ăn bọng chim của nó. Bọng chim là gì? Cái này này. Cái này này. Cái gì? Cái này này. Gà này là gà mái ông nội ơi. Sao nó có bọng chim? Đấy là trễ nó đấy. Đấy, quay cái lưng cho khán giả xem cái nào. Trễ khỉ ấy. Quay cái lưng. Đây. Quay cái lưng cho khán giả xem. Đây. Lưng thì khỏi nghĩ luôn. Thơm nhỉ. Chắc là tầm 10 phút nữa là ổn đấy mọi người ạ. Chưa dài. 10 phút nữa. Rồi, để anh đi làm nước chấm nữa nhá. Quay đi. Chín rồi đấy anh ạ. Cho ra đây, chén đi. Wow. Hỏi lắm rồi đấy. Wow. Đợi mãi đi đến giờ ăn. Xoay một vòng cơ bản. Tăng tăng. Số 1, số 2, số 3, số 4. Xa đấy. Rồi, cho vào đây. Em chặt nhá. Đây là một. Đây, từ đừng chặt cái dây. Chặt dây. Phê nhỉ. Nướng từ sáng bây giờ nó mới chín mọi người ạ. Anh không mang cái kéo gì ấy. Nướng con này khá là mất thời gian. Nó lâu nhỉ. Vậy thì cho em cái cánh. Cái cánh với cả cái chim nó này. Gà mái chim nhỉ. Ở trong bụng đấy. Hả? Cái trễ. Mày. Ở trễ. Đã cho em cái trễ đấy. Buộc chặt quá khổ. Ăn. Nhưng mà sao con mái này màu nó dài nhỉ? Màu cao đấy. Nó cụ rồi, kỳ cựu rồi. Bên này tháo đi. Bệnh tháo ra nhé.
áo nhanh hơn. Ừ. Rớt dãi đâu. Tu tu chén 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 chén. Gà bay. Sờ. Gà này là gà sóc bay. Sóc bay là cái gì? Gà sóc bay. Sóc cái gì? Nó cũng có cánh như kiểu sóc bay. Sóc bay, kiếm được con sóc bay mà chén. Anh, con đấy hơi đỏ. Anh cái gì cũng chén. Con đấy bắt về mà chơi. Bắt được rồi, người ta tóm rồi. Thì nó tôi chạy đến à. Mày nghĩ cái gì nó tự chạy đến, sao bảo không tiền nó rơi vào mồm ấy. Cho nó ăn thì nó chạy đến à. Được chưa? Chưa. Hỏng ghê. Cái đầu nhỉ, như đầu gà trọi ấy nhỉ. Ăn uống cũng khổ. À, hôm nào thì thịt con gà trọi của anh ấy. Ăn mình ngon. Vâng. Con chip này. Chip này, Maxi. Chíp. Ờ thì cái dòng dõi Maxi. À, con đấy là chút rồi. Chíp khác. Đó. Đấy, xôi ơi. Nào. Đây. À, mày... Nó mắc ở dưới. Ở dưới anh vẫn buộc à? Không. Sao nó mắc? À rồi. Rồi. Wow. Vẫn cứ là ok. Ôi, sang kia anh ơi. Sao mình ăn? Ngon đấy. Ngon chưa? Em ăn tí sổ. Đi. À, bây giờ là đến phần quan trọng nhất. Mày nói gì đấy? Thì trứng. Trứng gì? Ăn cánh này. Ui, không biết à. Anh lấy cho em trứng. Nào, trứng. Nhưng mà nó đang còn bỏng lắm, ăn trên này trước đi. Nhưng mà nhìn nó ngon lắm. À. Ui. Trời ơi, đến phơi phút quan trọng. Lơ. Ôi. Đến giờ phút này đây không ai là quan trọng với anh. Đó. Chỉ có trứng gà thôi. Lơ. Trễ. Anh cũng đam mê. Và tất cả mọi người nhé. Úi trời ơi, chấm ớt hành. Giòn nhỉ. Mọi người giống nhìn thấy giống miếng thịt lợn à vịt quay Bắc Kinh không? Ngon quá. À, chấm vãi. Đây, mời cho, đại ca. Cho mày miếng này. Ok. Thế em. Khuấy này. Ôi. Cắt nó ra nó như kiểu thịt vịt quay Bắc Kinh. Nào, chấm cái. Quá ngon luôn ạ. Mỗi kiểu gà nó có một cái ngon khác nhau. Có gà công nghiệp để. Tức là nó đã để hết trứng rồi, hết rác rồi, nên là thải loại cho vào lò mổ. Kiếm được con này đó. Nếu mà để mà nói trên thị trường là hơi bị khó kiếm. Cho nó chín lên nhá. Chín hết này mọi người. Chín hết. Chín mà. À. Chín hết nhá, không sống thì chín. Anh cho em xin cái cánh này này. Chịu cho em. À, tí nữa xong anh em mình đi đuổi chuột tiếp đây. Đi đuổi không? Nắng, con nào dâm. Không, nắng đuổi mà sướng. Sướng mày có đuổi mày bắt được con nào đâu mà sướng. Này, hôm nay em cũng bắt được nhé. Chẳng quay, anh chẳng quay rồi. Nào ơi. Úi trời ơi, nhìn cái cánh này nhìn ngon không? Này, cái này ông nha. Ông ăn cái cánh, bà ăn cái đùi. À đâu, em ăn cái cánh, anh ăn cái đùi. À. Ui trời ơi, anh cũng vặt hết lông. Nhưng mà cái này nướng ngon gấp mấy lần ở dưới siêu thị ấy nhỉ. Lần em xuống ăn được ịt. Để em cho mọi người nghe cái tiếng mà già nó. Thấy chưa? Giòn không? dài chưa? Như quả trội ấy nhỉ. Thấy ngon á. Ừ.
cái da nó này. Đây, mình xem này. À, màu to này, chiều anh em mình ra suối bơi đây. Ồ, phần kia đai bơi luôn này này. Không. Wow. Nước ở đấy bẩn lắm mọi người ạ. Về là bị hắc lào ở chim ấy. Ừ. Ừ, bẩn. Ai bảo bẩn, xanh trong veo thế này. Bẩn. Ừ. Ừ. Con này kéo xào xào ớt cũng được. Tầm dai, giòn. Dai nó ớt số. Ừ. Ngon á. Gà, gà máy bay. Ôi con gà công nghiệp nè. Ừ. Mình còn một con nữa. Ông anh biết một nhà nó đang thả mấy con gà tây. Đâu? Ở dưới chỗ gần nhà vợ anh ấy. Điều. Tao điều tao phét mày ạ. Gần nhà vợ anh ở đâu? Cái chỗ mà anh em mình ăn trộm mía, à xin mía đấy. Gà tây to lắm. À, cái chỗ ở ngay trong mà anh em mình ăn trộm mía đấy á? Không, xin trộm đâu. Cái trộm thì bản là trộm người ta mà. Thằng. Bây mình giờ là trộm văn hóa. Trộm văn hóa là trộm gì? Trộm có văn hóa. Có văn hóa là sao? Trộm trước xin sau thì mới giàu à? Ừ. Ngay cái tàu lao lắm nhỉ. Thế quá giàu chứ không phải thế mới giàu đâu. Mày ăn đi đâu? Hả? Ăn đi đâu? À. Nhất thủ nhì đít. Cái gì mà nó đã đẹp, nó đã ngon nhỉ? Đít nó cũng ngon. Nhất là người. Go 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 go. À. À. Ăn đầu cánh này nha, nó không bị béo đâu. Ừ, ăn đầu, nó thơm lắm. Ăn đầu đít này, nó không bị béo đâu, thơm lắm. Em tưởng anh không thích ăn bao câu. Không, nhưng anh thích ăn đít. Điều. Ngon lắm. Ừ. Ăn miếng thịt loại này, mắc răng phết đấy. Chống chỉ định lúc đang đói nhá. Ui hôm trước mình đói. Đói run chân. Mở YouTube xem lại cái cảnh anh em mình ăn cua hoàng đế. Ui. Tối em ăn cơm ăn tần xèm ấy. Kiểu như à. Hôm nào em mua một con ăn. Hôm nào? Hôm nào? Nó ở xa khó mua lắm. Ở xa lắm. Ngon. Wow. Thịt đó này. Một miếng thịt phải nói là nó thơm nhá. Ừ. Tuyệt vời, trắng như chân cua hoàng đế. Ui, một cái sủi nó ngon nhỉ, anh ăn mỏng không? Lúc mình đói á, nào, hay là mở lấy cái mỏng của nó ăn nè, hay mở tivi ra để xem mấy anh em mình ăn cua hoàng đế. Cua to Cụ to để ép. Mày bị rửa, để lại ép. Sao con gà mái nó cứ để xong rồi cái lúc mà nó để ấy, cái lúc để là nó lại bẩy màu nó lên xong rồi nó bay bay lên tuổi ông gà tao một lúc nhưng nó lại để này. À, cái lúc đấy là nó để xong nhá, nó nhảy lên nó kêu là vừa đau vừa rát. Điều. Đây. Đấy. Nghe thấy gì chưa? Cục tác kìa. Là nó vừa để xong nó nhảy lên nó kêu vừa đau vừa rát. Chứ thực ra là cái đấy á. Cái này cứng lắm. Thực ra là cái đấy á, dịch ra nó là vừa đau vừa rát chứ không phải là cục tác, mọi người cứ nhầm. Cái màu của nó nướng cứng lắm mọi người ạ.
có một tí ở dưới chân rồi. Cứng lắm. Còn là con ngan nó kêu cạp cạp. Nó là gì nhỉ? Dịch ra nó là gì nhỉ? Cái này phải về hỏi lại bác hai. Quên bác hai lạng ấy, bác anh ấy. À đâu bác lạng. Hỏi lại. Bác lạng. Bác bố anh Tiến này. Chuyên thông dịch cho động vật. Ui. Ngọt đấy. Mới. Trời mỏi anh dài đấy. Mỏi anh dài. Đây. Đây. Ôi chảy mất. Hết đi. Rồi. Tao húp được mà. Húp đi. Mày. Ngọt thế. Ngày trước bác ấy bảo là cạp 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 là gì nhỉ? Đạp đạp đạp. Con ngăn được nó hay cạp cạp cạp. Con gà mà thế này, ủa nó hay kiểu vừa đau vừa rát. Con gà trống o o o là cái gì nhỉ? Đó là gà gà rồi nó to. Không không cơ đấy được đâu, phải xẻo. Dài nhỉ? Nói cho em đoạn đấy. Gần ăn. Nói biết đoạn nào ngon nhất không? Nhìn như vịt quay Bắc Kinh này, nhìn lại. Mọi người chú ý quan sát nhé. Úi trời. Đấy, xoa. Hơn vịt quay Bắc Kinh. Ôi, mày khôn đấy. Tột ra. Đây đây. Anh không vặt hết lông nó. Nhìn này. Lông làm sao mà vặt hết được. Đây lông này. Cho anh này. Em ăn lông. Hai em ăn thịt. Cái này không ăn, ngu. À, ba không ăn lông mà nghe. Con hoàng ấy người ta cười gì ai ơ. Ôi thôi. Cho chó. Và cái nghe 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 tê tê gì ai ơi. Nhìn mấy con bò đây. Lại nhớ đến sữa, thèm sữa thế. Chúng ăn đi. Chung quán tí nha anh em mình lại. Chung quán chung quán đi. Xong rồi cho người cho ăn luôn, ăn thử. Cho khán giả ăn thử. Ừ. Cho xuống quá nguội mất. Hơi ngon bây giờ anh em mình cái chén đấy là đang ngon, đang nóng. Anh ơi. Cái nơi thế mà không cộng cả trời. Thịt này nè. Ngọt thế nơi kiểu gì cũng câu được. Bã. Bã. Mình ăn nha mình. Muốn nước này. Nhìn nhìn đi im nhá, im nhá. Tao sẽ hái một miếng này. Xong rắc muối vào. Không. Đây gọi là một miếng gọi là đẳng cấp. Salad này. Thịt gà. Salad luôn này. Từ từ, đó, cầm. Chúc mừng. Vâng, một sản phẩm mà Maureka của tôi đã cho ra lò đó chính là một sản phẩm thịt nướng, thịt gà nướng siêu mỏng mọi người ơi. Úi. Vâng, chỉ 2.000 một miếng chỉ với 2.000. Ăn chấm vào mồm mà mất tiền. 1.000 một miếng thịt gà. 2.000 hai miếng thịt gà. Ngon ghê. Ngon nhỉ. Cái mỏng này ăn vừa ngon. Chọc chọc. Cái mỏng giòn. Giòn cực nhá. Chọc chọc ấy. Nó giòn. Ăn nó đúng chất. Mãi mới ngon. Chứ mày đừng có cầm kéo lên nó rách mất. Ấy mà hổng quá nghe anh nhỉ. Người ta đang chơi nhiều lắm. Wow. Người ta đi hoa giá quỳ ta. Đấy là tân vào quán đến, rồi anh em ta mau nhau nghe. Đến mùa hoa giá quỳ rồi. Hoa giá quỳ ở vườn quốc gia Ba Vì ấy. Mọi người biết vườn hoa giá quỳ không? Anh em mình ở gần đấy đấy. Mọi người muốn thưởng thức ẩm thực hãy đến với quán sữa Tam Mau. Tam Mau. Quán sữa Tam Mau TV chuyên bán các loại sữa. Cái gì cũng có. Đó. Ngon á. Đi xuống em thèm sữa quá. Sáng nào cũng phải bú sữa, bú bình. Anh phải để địa chỉ cho mọi người biết đến chứ. Quán sữa Tam Mau TV, địa chỉ thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì. Anh viết đàn chữ ở đấy cơ. Cho nó chạy chạy như người ta. Để em mang cái nơi xuống em ăn ấy. Em mang xuống em ăn ấy. Rửa anh em mình sẽ ăn. Bye bye tất cả các bạn nha. Chung quán sữa. Chén. Vào. Này ngon quá mà đệ trứng cho cả
mấy người bán gì đấy ăn nữa. Hôm nay chủ nhật nữa, anh em mình sẽ xuống để xem bán hàng này, chăm sóc khách hàng này, uống sữa này. Chăm sóc khách hàng. À hôm nào tao mày làm một cốc sữa siêu to khổng lồ đây. Đây. Cốc mọi người còn nhớ cái cốc nửa tấn của mình không? À đỗ đen nhá. 500 khối. À quên. Ui. nửa cái khối. Cái xong này đóng quán luôn. 500 lít. Hả? Nó to đủ một sữa này. Thì hôm nào nếu mà đông khách anh em mình sẽ làm một quả siêu phẩm cốc sữa khổng lồ siêu to để tất cả mọi người cùng thưởng thức. 5.000 được hút một phát. Ừ. Đã làm đến lại còn 5.000 mà thương mại kinh tế đấy nhỉ. Ít nhất phải 10.000. Thôi, bye bye tất cả các bạn nha. Nếu các bạn thấy clip của anh em mình hãy để lại cho anh em mình một like, một share, comment đăng ký kênh và ấn chuông cạnh nha các bạn nha. Bye bye. Mọi người nhìn xem nhá, trắng như ngọc trinh. Cho em. Wow. Xin chào tất cả mọi người nhé. Bye bye.